Hello, xin chào mọi người vừa đã trở lại với kênh của Genesis. Trong mấy video gần đây đi ha, thì chắc là nhiều người cũng đã để ý rồi. Sao mình bây giờ gần đây ấy, mình bắt đầu mình đeo mấy kính cận như thế này. Cái lý do của nó khá là đơn giản thôi, mình bị cận cực kỳ nặng luôn. Cho những người mà không biết, mình bị cận đến 6 độ lận. 6 độ á, thì cho các bạn biết luôn là nó là nặng giá cam man rồi. Nếu mà bây giờ mình hiện tại nha, mình đang đeo kính này, nếu mà mình có lấy nó ra đi ha, thì thật sự luôn là mắt mình nó, tất cả mọi thứ xung quanh mình nó rất là mờ. Nên vậy dạo này á, mình đang phải đeo cái kính cận này vì cái lý do đó là mình sẽ chuẩn bị đi làm một thứ mà mình thật sự là mình đang rất là ngại làm. Đó là mình sẽ đi và làm laser và bảo mắt của mình, nói chung là sửa mắt của mình. Sao để mình hết cần phải đeo kính nữa. Đối với các bạn có thể là chuyện đơn giản, nhưng mà đối với mình á, một người á, thật sự mình cái điều mình sợ nhất trên thế giới này đó là dao kéo và tất cả cái gì mà đụng vào người của mình. Thì hôm nay là tiện luôn, mình sẽ đi qua bệnh viện Việt Nga. Đó là một cái bệnh viện mà mình thấy có uy tín và mình đã nghiên cứu trên mạng rồi, thấy làm ok. Mình sẽ kéo qua đấy hỏi người ta tư vấn ra sao, có gì có thể mình biết thêm và cho các bạn biết thêm luôn ha, về mấy cái quy trình làm mấy cái này nó sẽ ra sao. Mình có liên lạc bên đó rồi, họ sẵn sàng hỗ trợ và quay. Nên vậy nó cũng ok một chút. Nói chung là bây giờ dạo này nhiều người biết đến thì cũng xin hỏi quay kết này nó cũng dễ ha. Nhưng mà để mình sẽ dẫn các bạn qua đấy đi ha, bệnh viện Việt Nga 3 tháng 2, ok, để mình sẽ bắt đầu được tư vấn và xem qua và kiểm tra mắt của mình coi mọi thứ như thế nào, có gì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem, ok. Ủa, hiện tại bây giờ mình đang ở về mắt Việt Nga đây. Mình đang ngồi ở quầy, mình đang đợi tất cả giấy tờ của mình đã làm xong để mình có thể bắt đầu lên khám. Nghe đâu đó sẽ mất cỡ khoảng 2 đến 3 tiếng rồi. Tình trạng mắt của anh Hiếu nhé, thì trường hợp mắt của mình nó hơi đặc biệt, mình có cái đục, đặc biệt là cái mắt bên trái, cái đục nó nằm ở phần trung tâm. Thì vì cái điều này khiến cho là anh chỉ có thể mổ được bằng một phương pháp thôi, được gọi là phương pháp super LASIK. Đó, nên là anh chỉ có thể dùng bằng dao vi phẫu để tạo màng thôi, để xử lý bệnh của bạn trai. Phải dùng dao à? Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt, người vì anh cố níu duyên chỉ. Ôi, cuối ngày là anh phải mổ bằng dao đúng không? Về kéo á, sợ á. Không biết sao nó đổi từ lúc mà mình đang tính vô đây là mình đang tính là làm laser, là mình đó lúc nó làm smile là nó sẽ làm cho mình luôn cái gói mà nói chung là dùng laser hết. Mà bây giờ hiện tại bây giờ là cái mắt mình nó bị đục, mình không hiểu cái ý nghĩa bị mắt bị đục là như thế nào hết á. Nhưng nghe cay dã man. Nên vậy cuối cùng là nó không phẫu thuật được cái kiểu cái gói mình muốn. Nên vậy bây giờ mình phải xuống làm cái kiểu cắt bằng dao. Và nếu các bạn không biết mình cái điều đấy là điều mình sợ nhất trong tất cả quy trình làm này. Đó. Bây giờ nghe mình đang hơi bị cung cung. Đó. Nó đơn giản như vậy. Bây giờ đang ngồi suy nghĩ coi mình có đáng làm hay không. Kiểu gì mới phải làm mà. Nhưng mà làm bằng dao đó nghe nó sao sao ấy nhỉ. Cứ nghĩ dao đưa một mắt nó sao sao nhỉ. Alo à? Dạ. Kết quả của anh á, thì mắt mình nó đục với mẹo một tí nên là chỉ phù hợp làm phương pháp LASIK thôi. Thì đây là phương pháp mà dùng dao vi phẫu để là lấy cho cả hai mắt luôn à? Đúng rồi. Ok. Thì trong cái phương pháp LASIK này mình sẽ có thêm các công nghệ hỗ trợ để giúp cho cái thị lực của mình được phục hồi tốt hơn. Thì trong cái phương pháp LASIK á, là mình sẽ dùng dao vi phẫu lật vạch giác mạc chu vi 300 độ. Thì trong cái phương pháp LASIK này mình sẽ có một số cái hỗ trợ, đó là phương pháp công nghệ hỗ trợ super để tăng tính chính xác phẫu thuật của bạn, mình sẽ nhìn được rõ nét hơn. Đây là cách duy nhất mình làm thôi hả? Dạ đúng rồi, tại vì cái này nó sẽ thuộc về bệnh lý mắt của anh. Thì mình có dự định chọn ngày chưa anh? Đang định ngày mai, nhưng mình đang suy nghĩ coi mình có đáng làm hay không. Vì ban đầu mình vô mình định làm cái smile, thì bây giờ nếu mà làm LASIK mình chưa chắc ạ. Vậy mình đang suy nghĩ coi mình có đáng làm hay không. Thật là vậy. Rồi, thì bây giờ anh cứ suy nghĩ, có gì anh cứ liên hệ lại bên em. Dạ. Nếu được thì mình hẹn ngày mình làm.
này em sẽ gửi anh cái phần về đọc tham khảo giùm em ha. Okay, mình giờ mình chốt đi ha, cứ book cho anh vào ngày mai đi ha. Nếu có gì thay đổi anh nói em tối nay. Yeah, okay. Ok, thì có gì thay đổi anh sẽ báo em tối nay. Chốt vậy đi. Căng. Nói chung mà chưa bao giờ đi đâu mà khá mắt mà nó căng như bây giờ ta luôn. Tomorrow. Ok, hiện tại là mình đang đi vòng về lại bên bệnh viện Việt Nga đi ha. Thì bây giờ hôm nay là khoảng cỡ 3 ngày sau hôm bữa mình đi khám mà. Hiện tại mình đang quay lại bệnh viện đây để mình khám lần cuối. Và nếu mà ok hết tất cả thì mình làm mắt mình hôm nay luôn. Từ trước giờ có lần nào nhập viện không? Nhập viện đó hả? Nhập viện, dạ có, bé lớn viện. Có bị cái gì á? Đập bể đầu. Đánh nhau ạ. Có bị hen suyễn không? Dạ. Có bị hen suyễn gì không? Hen suyễn hả? Có bị hen suyễn gì không? Hang xỉn là cái gì em không hiểu. Ví dụ là lên cơn khó thở, bị phổi gì đó. Dạo này mập lên thì khó thở một chút. Dạ. Yeah. Ngáy rồi đó. Dạ ngáy thì em là chụp. Đo huyết áp dùng bát soi luôn. Tay trái. Dạ. Tay phải. Tay phải. Dạ chưa ăn gì hết hả? Dạ chưa. Ăn lần cuối cách đây bao lâu rồi? Lần cuối là tối hôm qua khoảng cỡ 9 giờ vòng đó. Giờ chưa có đói bụng. Dạ bị em sợ quá em không dám đói ạ. Dạ. Nó dài nó to anh nhìn nha thì nhảy giúp. Nó dài quá. Thôi lấy quần số 2 cho bạn đi thôi. Đã sợ là cái mà luôn với bác sĩ mới kêu hôm tối nay tí có thể ra được 4/10 nghe sợ chứ nhở, muốn cười mà cười được luôn đã sợ lắm. Vẫn mở mắt ra được không? Được, mở bình thường đi. Em mở bình thường đi nè, héo dần lên chút đó. Đúng là hơi chói sáng thôi nhưng mà vẫn mở được. Ừ. Nhìn ok không anh? Ok đúng không? Thấy được luôn đúng không? Thấy được. 5 ngón, mấy ngón? Từ số mấy? Ừ, được rồi, nó ngon rồi. Giờ đi đâu? Giờ đã phát thuốc với bác sĩ sẽ hướng dẫn mình nhổ thuốc mắt nhân tạo. Cái thuốc ở nhà uống là xong anh. Ok, sau khi mà mình đã làm xong cái mắt của mình đi ha, thì mình nghĩ mình đã đủ cái sự trải nghiệm để có thể review cho các bạn luôn lúc mà đi bắn mắt nó thật sự ra sao. Thì bây giờ là cũng cỡ khoảng một tuần và mình cái việc đầu tiên chắc mình muốn giải thích luôn cho các bạn luôn nha là cái vấn đề của mình. Các bạn thấy mình nói chuyện bác sĩ ấy, nó cũng hơi lòng vòng một chút nhưng mà để mình nói cho nó rõ hơn và dễ hiểu hơn. Đó là mắt của mình nó bị tổn thương, mắt bên phải thì bị tổn thương vòng cái viền mắt. Nên vậy nó vẫn ok để có thể mình có thể đi làm một cái phẫu thuật bất cứ cái gì mình muốn trên cái đấy là ok. Còn mắt bên trái của mình á thì lại gặp cái vấn đề đó là nó bị đục và nó là bị tổn thương và bị chảy xước. Còn về phần khi câu hỏi đầu tiên và quan trọng nhất đối với mình là nó có đau không? Sự thật là nó không. Sự thật là không, mình không cảm giác được, mình không có cảm giác được cái gì cả trên mắt của mình. Trước khi các bạn làm bất cứ cái gì, bác sĩ sẽ nhổ kiểu thuốc tê, nó một cái thuốc tê nào đó rất là mạnh vào mắt của các bạn. Và
khi nó bị được nhổ rô á thì tất nhiên là cái mắt của các bạn nó sẽ rất là mờ, trong khoảng cỡ 30 giây là có tác dụng rồi, sau đó đi bác sĩ phẫu thuật thì thật sự mình không cảm giác gì cả. Nguyên cả cái quy trình làm cái này nó không có gì cả đó, nên giờ các bạn có thể an toàn và an tâm về cái điều đó. Đây là sau khi phẫu thuật xong đi thì các bạn sẽ, tất nhiên đối với mình trải nghiệm của mình thì mình bị cốm, nó cám hay cốm hay gì đó, nó kiểu là như có cát trong cái mắt của mình á, mà mình không mở được, mỗi lần mở lên nó chảy nước mắt là từ mắt bên phải của mình đó. Là hôm đấy mình làm là mắt bên phải của mình nó bị vậy, thì sau khi mình lên phòng mình nghỉ một tí khoảng 2-3 tiếng gì đó thì mình xuống thì mắt mình vẫn bị khô, mình coi như là mình khóc gần như 2-3 tiếng đấy luôn. Nhưng mà khi người to cho mình nước mắt nhân tạo á, mình nhỏ 1-2 giọt vô nó đỡ hẳn liền rồi. Các bạn về nhà sau đó ngủ đúng một giấc là cái mắt mình đã lành rồi, mình đã mở ra như bình thường rồi, là mình đã bắt đầu sử dụng mắt được mình như bình thường. Nhưng các bạn phải đeo cái này đó, thì mình phải đeo cái kính này đây như thế này cỡ trong 1 tuần đầu tiên là phải đeo liên tục. Mình cũng đeo liên tục nhưng bởi vì đang quay camera, mình đang quay video thì mình cởi nó ra thôi, chứ không mình cũng đeo cái này liên tục. Cái này là để chống bụi là chính. Còn về phần giá cả của nó thì tất cả cái gói này theo mình biết là nó bắt đầu từ khoảng 10 mấy triệu trở lên, mà lên đến 70 mấy triệu cũng có. Còn về cái bất tiện nhất trong để làm cái procedure, để làm cái này á, là cái tuần đầu tiên của các bạn là các bạn không được làm gì cả. Như mình đã nói, mấy cái thứ mà khó nhất khi mình mới mổ mắt xong á, đó luôn sẽ là đây, mình không có gì làm cả. Đến bây giờ mình đi bộ vòng vòng công viên, mà đi bộ kiểu vòng vòng lăn móp, mình không có gì khác làm, nó đọc sách cũng không đọc được nè. Đó, bây giờ xem TV không xem được, điện thoại không bấm được, việc cũng không làm được. Đó, nó bị hạn chế rất là nhiều. Thật sự nha, trước khi mình làm cái mắt này, mình chưa bao giờ khám phá khu lan móc cả. Đến hiện tại bây giờ mình mới biết là khu lan móc nó có những cái gì ở đây, những cái tiệm gì ở đây. Mình qua mấy bên tất cả luôn cả khu vực này á, để kiểm soát cơ, người ta có đồ ăn nè, qua đến đồ ăn, shopping, mua đồ đủ thứ. Ở khu vực này có những gì, chứ bình thường mình chỉ đi vào đúng cái Vincom thôi, chứ mình không có đi vòng landmark. Như vậy nó cũng có cái lời của nó, nhưng mà thật sự các bạn phải đúng ra phải kiếm ra một cái gì đó để làm trong những thời gian này, chứ không thật sự chết chán luôn thật. Hiện tại là mình chỉ có Coco để chơi với thôi. Nhưng mà Coco hiện tại là đang bị ho và bị sổ mũi với cả bị nấm nữa. Mình chẳng hiểu nó bị nấm kiểu gì luôn. Có Coco thì nó cũng đỡ hơn nhiều. Tại vì trong cái thời gian này á, mình có thể dạy nó rất là nhiều thứ luôn. Coco. Đấy. Coco, no. Coco, bắt tay. Good boy. Good boy. Đó chỉ là một trong những cái chiêu mà mình dạy Coco trong tuần này thôi. Mình dạy nó được vài thứ. Bình thường mình không có rảnh để làm được cái điều này đâu. Nhưng mà bởi vì mình không làm việc được, mình không có xem được mấy thứ giải trí được mà mình thường xuyên xem, thì mình mới có dành được nhiều thời gian ra để có thể chỉ và dạy Coco rất là nhiều trick. Dạy nó cũng đỡ buồn. Nhưng mà như mỗi người một kiểu, các bạn thì có thể tìm được nhiều phương án khác ở nhà mà có thể giết thời gian. Bởi vì nghiêm túc luôn, nghe vậy thôi một tuần không làm gì nó khó chịu dã man luôn. Đến mức độ là bây giờ mình đã đổi qua mấy bộ môn quý tộc. Các bạn có xem biết mấy bộ môn quý tộc không? Mình đã đổi qua nhiều môn lắm. Đây. Nói chung đáng làm. Một trong những thứ mà mình phải nói là xứng đáng bỏ tiền ra để làm nhất. Trước khi mình mua đôi giày 20-30 triệu thì ước là mình đã làm sớm hơn một chút. Trước khi mà mình để nó từ lúc mà 20 năm đến bây giờ đi, mình mà bắn lúc tuổi 20 năm đi thì mình không có gặp vấn đề mà mắt mình bị tổn thương như thế này, và mắt của mình sẽ ổn hẳn luôn. Nhưng mà mình muốn cảm ơn các bạn đã xem. Thank you các bạn rất là nhiều. Và mình muốn nói luôn, mình mới đặt 1 triệu sub. Thì cái 1 triệu sub này thì mình thấy rất là vui, nói rằng luôn là rất là vui. Rất là vui. Cuối cùng cảm ơn tất cả anh em mà ủng hộ mình và đã giúp mình đạt được cái mục tiêu này ha. Thank you very much. Và mình sẽ kết thúc video này tại đây. Thank you tất cả mọi người. Bye 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 bye.